Thị trường nó, anh cứ nghĩ nhu cầu ấy, nó nhảy từ 3.000 năm ngoái nha, 2023 nha, là nó có 3.000 mấy, 2.000 mấy, nó nhảy lên 4.000 đầu năm, mà bây giờ tới giờ là 10.000 đô một tấn. Cái này nghe nó tăng dữ lắm anh hả? Ồ, mà nó bởi vì công ty nó đâu có tăng cho người nông dân đâu. Vậy hả? Thì hồi xưa làm nó cứ ký hợp đồng giá chết vậy đó, em cứ nghĩ đi. Lên xuống gì á, một giá 5.000 mấy, 5.700. Một ký hả? Một ký trái hả? Ừ. Cứ hái xanh gì nè, hái chín gì nè. Dạ. Mà đợt này mới ảnh lên được 6.000. Rồi xét về biên độ tăng giá rồi giá cả thị trường hôm bữa giờ, mình tính từ đầu năm tới giờ ha, khoảng 1-2 tháng nay thôi, thì so với biên độ tăng giá của vàng, của Bitcoin ha, thậm chí là của bất động sản Việt Nam trong giai đoạn mà sốt nhất nha mọi người, đều gọi thằng này bằng cụ hết nha các bạn ha. Đó, các bạn cứ nghĩ trong vòng 1-2 tháng mà tăng 2 lần, 3 lần, 3 lần giá, chấp tích tần tật tất cả các loại mặt hàng. Đó các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chợ Việt TV. Bữa giờ thì chúng ta đã từng nghe những cái mặt hàng tăng giá kinh khủng giống như vàng này, rồi Bitcoin và nhiều mặt hàng giá trị khác ha. Tuy nhiên thì hôm nay kênh Chợ Việt TV xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng nhau tham quan một cái loại cây mà có mức độ tăng giá cực kỳ kinh khủng, tăng giá mạnh nhất thế giới từ đầu năm bây giờ các bạn ha. Đó, thì nó là loại cây gì thì kênh Chợ Việt TV xin mời cô chú anh chị và các bạn đi tham quan một cái địa điểm sau đây nhé. Chúng ta cùng vào trong một cái vườn của một cái anh chủ nhà ở đây, ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai nha các bạn ha. Bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng nhau tham quan cái ngôi vườn này nhé. Thực sự mấy ngày nay đang rất là hot các bạn, kinh khủng khiếp luôn, cái giá cả nó nhảy mà giống như là đang múa luôn đó các bạn. Mấy ngày nay chúng ta đang bị cuốn vào những cái hình ảnh của vàng này, của Bitcoin. Đó, nhưng mà đây là cái vườn cây mà giá trị đang tăng từng ngày từng giờ các bạn ạ. Nói tới đây thì các bạn nhận ra cây này cây gì rồi, đúng không? Đây là cây cacao nha các bạn ha. Nếu mà ai theo dõi những cái thị trường, những cái tin tức trong giai đoạn gần đây thì ông nội này mới là cái mặt hàng tăng khủng khiếp nhất từ Tết tới giờ, từ đầu năm 2024 dương lịch cũng như âm lịch tới giờ các bạn. Đây là vườn cacao các bạn. Đó. Thì theo mình cập nhật vào tháng 1 năm 2024 thì giá nó khoảng 4.000 đô la một tấn ha, tấn hột đấy. Tới thời điểm hiện tại là 10.000 đô la một tấn các bạn, nó nghĩa là tăng gần 3 lần. 2 phẩy mấy gần 3 lần các bạn ạ. Đây cái vườn cacao. Cái hình ảnh của cây cacao thì nó cũng giống như cây cà phê nha mọi người. Cái lá thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng cái trái nó khác. Mời các bạn đi tham quan cái vườn mà gọi là vườn tỷ đô trong giai đoạn hiện tại ha. Ồ, trong đây mát thật ha. Vườn cacao thì theo anh chủ nói là giờ mới thu hoạch xong, ít trái rồi. Đây, trái này còn non. Đây những cái trái cây cacao này. Để tí nữa mình lấy một trái chín mình bổ ra cho các bạn xem. Siêu lấy trái chín về nhà mình bổ cho các bạn xem ha. Test thử cho các bạn coi luôn. Thì theo mình được biết cái cây cacao này nè, đó thì nó trồng khoảng 2 năm rưỡi thì bắt đầu cho ra trái. Một số những cái nhà vườn, một số những hộ nông dân ở bên châu Phi đấy, bây giờ đang chuyển qua giai đoạn gọi là chạy nhanh để có thể giành lấy thị phần. Các bạn biết bên châu Phi nhiều người bán nhà, bán đất rồi cầm cố thế này thế kia để lấy tiền bắt đầu trồng cacao. Đó, cacao đang cực kỳ khan hiếm nha mọi người. Mình đây đi tìm trái 99 mà chưa thấy. Ở trái 99 nó có màu vàng như thế này. Đây. Mình thọc cái trái này xuống rồi sao? Cái cây nào ha? Trái chín nó vàng như vậy các bạn. Trái này chín này. kiếm cái cây mình học cho các bạn xem coi cái trái cacao nó chín như thế nào này. Ít sợ ơi, một thôi tí xíu ra ngoài kia xin ăn chậu đây vườn cacao này. Mà cũng mình cũng không hiểu nguyên nhân tại đâu, chắc là do thị trường khan hiếm thế này thế kia đó các bạn, chứ thật sự cây cacao nó tăng giá kinh khủng khiếp thật đó. Đây là cái loại trái cây mà tăng giá cực kỳ cao, cực kỳ khủng khiếp. Thì vốn dĩ ai cũng biết rằng cái loại cây cacao này nè là cái ở ngoài á nó có một cái lớp vỏ chúng ta có thể xay sinh tố uống, nhưng mà cái giá trị nhất của cây cacao thì nó nằm ở cái hạt dùng để sản xuất sô cô la mọi người. Chắc là do thị trường bây giờ đang khan cực kỳ luôn ạ, nên giá nó độ kinh khủng thiệt, từ 4.000 nhảy lên tới 10.000 đô la một tấn. Các bạn nào có thể cập nhật ha, cập nhật giá cả trên những cái trang thương mại điện tử nè, giá cả của cây cacao, giá cacao tại Mỹ ha. Đây cái măng cụt sao nó chết queo ta, à do chắc bữa đốt đi nên nó chết các bạn. Đây cây sầu riêng à. Đây mùa này hết quả rồi, còn lê que vậy thôi. Người thấy dễ thương không, cây to đó. Nhưng mà hết rồi ha, cây nó mọc ra từ thân mọi người ạ. Đó, các bạn thấy nè, cây cacao, cái trái cacao nó mọc ra từ thân nha. Đó. Đó. Đây có lẽ là cái vườn cây mà giá trị nhất mình đã từng quay. Giá trị bởi vì năm nay nó lên giá ghê quá mọi người ạ. Đây có những cái con gì nó đục lỗ nó ăn nè mọi người. Các bạn này, thế nào biết con gì nó ăn, con sóc, con gì nó đục nó ăn ha. Nè. Những cái vườn, nhà vườn đó các bạn, người ta không những người ta trồng cây cacao không đâu, ngoài ra người ta còn chèn vô một số cây, thí dụ chủ đạo là cây cacao thì ngoài ra người ta còn chèn vào một số những cái loại cây khác, giống như là chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, dùng mục đích là sử dụng cho gia đình thôi. À đây có sóc, anh chủ đặt bẫy sóc nè. Ồ nó ăn hết rồi này. Cacao đây như ông trồng cho vui thôi, các bạn thấy nó ăn sạch bách quá trời là trời nè. Đó lủng lỗ không nè, bạn thấy không, lỗ li chia quá trời nó ăn nè. Đó đây nữa nè. Ồ đây mấy cây này bị sóc ăn hết rồi. Như nhà vườn đây là trồng cho nó vui thôi. Đây cũng có một cây chôm chôm này, chôm chôm cổ thụ. Số lượng cacao đây nhiều nhỉ, nên trồng nhiều phết đấy. Mà hình như là không được chăm bón, chỉ trồng cho nó vui thôi. Đây có một quả chín này này. Quả chín là thường nó vàng vàng vậy này các bạn. Ok, để tí nữa mình lấy một quả về bổ ra test cho các bạn xem ha. À, nghe nói đâu ăn giống như là trái nó ăn giống như trái mãng cầu các bạn, nó họ hàng gì trái mãng cầu cầu gai á. Đấy, đây là quả cacao. Ok, rồi đi tham quan một vòng nữa ha. Đó có gì đặc sắc không? Thông thường là những cái nhà vườn như thế này, ở đây có một công ty lớn người ta cung cấp cây giống để cho nhà vườn trồng các bạn. Xong người ta sẽ thu mua lại tất cả các loại cacao ở đây ha. Rồi xong là người ta chế biến thông qua khâu chế biến. Ủa anh ơi, hình như là sau này các con gì nó ăn quá trời trời vậy nhỉ? Sóc với nhang em. Con gì anh? Sóc với con nhang đó. À, con nhang giống như con sóc luôn đúng không? Sóc với nhang, kiểu như tháng này nó không có trái cây ăn á. À, anh thấy nó ăn toàn trái xanh không à? Ôi, trái với xanh, trái gì nó môi nó ăn. Tụi anh Bảy biết bao nhiêu nữa. Em thấy như có một cái một cây mà nó ăn gần hết luôn á. Ăn gần hết luôn á. Ở tháng này không hết trái rồi chứ. Cái này mà em quay, em tới em quay cái lúc mà Tết á, nhiều lắm ha, nhiều trái lắm. Giá dạo này nghe nó tăng dữ lắm anh ha. Ồ, mà nó bởi vì công ty nó đâu có tăng cho người nông dân đâu. Vậy hả? Thì hồi xưa làm nó cứ ký hợp đồng giá chết vậy đó, em cứ nghĩ đi. Lên xuống gì á, cứ một giá 5.000 mấy, 5.700. Một ký hả? Một ký á. Một ký trái hả? Ừ. Cứ hái xanh gì nè, hái chín gì nè. Dạ. Mà đợt này mới ảnh lên được 6.000. Em nghe nói thị trường cacao tăng chóng mặt, từ hôm Tết tới giờ luôn á. Nó là cái mặt hàng mà tăng kinh khủng khiếp nhất từ Tết tới giờ luôn. Chấp cạo vàng luôn mà, nó còn tăng gấp mấy lần vàng mà. Nếu mà vàng tăng như nó, giờ vàng khoảng 200 triệu một cây rồi. Anh nghĩ đúng không? Vàng 7 mấy, nếu mà tăng 2, mấy 3 chấm là đến 200 triệu rồi. Nó tăng 3 chấm rồi đó, 3 lần rồi đó. Thì đó tụi anh cũng có nghe, mà điều cái mình nghe thì nghe, với giờ mình cũng đâu có. Anh biết cái nước châu Phi bây giờ á, bắt đầu là ta chặt cây đó, ta trồng cacao tại vì quá khan hiếm đi, cực kỳ hiếm luôn. Dạ, hiếm quá rồi, thị trường nó, anh cứ nghĩ nhu cầu rồi, nó nhảy từ 3.000 năm ngoái nha, 2023 nha. Là nó có 3.000 mấy, 2.000 mấy, nó nhảy lên 4.000 đầu năm, mà bây giờ tới giờ là 10.000 đô một tấn. Anh cứ nghĩ đầu năm là 4.000 tới giờ 10.000 lên 2 chấm mấy này. Nếu vàng lên kiểu đó thì vàng gần 200 triệu. Kêu nó là cái mặt hàng mà tăng kinh khủng khiếp nhất từ hôm đầu năm tới giờ. Ở đây có trái nào chín không anh nhỉ? Chín là nó màu như thế nào anh? Màu vàng vàng hả? Anh mới thấy ngày hôm qua. Đây trái này sắp chín rồi đúng không? Thì trái đó thì nó cũng sắp chín rồi đó. Cái này anh mới tự vì hôm nay công ty nó xuống thu nè. Anh hái ngày hôm qua, sáng nay cân hết rồi. Mới thu hoạch ngày bây giờ em nói thị trường đang sốt lắm. Vậy đó. Nên công ty giờ nó đi khắp nơi, nó thu lại những cái chỗ mà nó giao cây giống cho chồng á. Bên anh như giao cây giống cho chồng đúng không? Ừ. Những cái trái này chín đây nè. Trái này chín đây nè. Chín nó màu vàng vàng, anh thì như nó giống cái bán cầu. Đó chín nó cũng giống vì trái đu đủ cái chín nó vàng. Dạ. Nó giống như trái mắng cầu mà, cái mùi nó thơm thơm như trái mắng cầu. Bởi vì nó thơm cho nên ba cái con sóc con đồ. Em thấy sóc nó ăn cả trái xanh luôn chứ đâu trái chín. Đó, tháng này em nghĩ đâu có trái gì đâu để nó ăn. Dạ. Mà nó môi nó bóc nó ăn. Ngoài ra anh còn trồng cả măng cụt, cái măng cụt này chắc chưa tới mùa. Trồng chơi. Măng cụt này như thiếu nắng hay sao nè. Năm nay cái thời tiết nó khắc nghiệt quá. Anh biết sao không? Nắng kiểu này, nhưng mà năm nay năm Thìn nha. Nó mưa kinh khủng khiếp cho anh coi. Mà nó mưa cái là ta nói cái hồi năm Thìn là bão lụt á. Tới lúc nó mưa dã man luôn thôi. Đó, đừng có cầu trời mưa, em nói thà nắng mình còn làm ăn được. Không, nắng quá nó bông nước bức nước. Ở đây là bao nhiêu vườn bao nhiêu là bức nước. Hết nước rồi đúng không? Anh cũng có cái thông anh mấy anh vườn cacao bên đó kia giờ bức nước giờ bỏ. Bên đó cũng có cacao nữa hả? Nhiều. Vậy hả? Tại khổ cái giờ á. Bây giờ em muốn qua bên đó em quay nữa không? Anh chỉ cho em quay cái có mấy vườn cacao sát đường luôn. Sát đường luôn. Ở đây những trái này như sắp chín nè. Không phải, còn xanh. Chưa đâu. Xanh. Ngày qua phải em tới sớm xíu nữa là nó chín nhiều lắm. Vậy hả? Thôi không sao. Xíu kiếm này kiếm chỗ nào chín nào nhà em bộ thử cái. Đó là được rồi. Giờ hết rồi, đồng còn chỗ nào vậy? Khiếp thiệt. Nếu mà ai theo dõi những cái thông tin này, mà thông tin mà những cái mặt hàng mà tăng giá trên mạng á, trên những cái phương tiện truyền thông, những cái thông tin tài chính, thì anh thấy thằng này là thằng cầm đầu. Vàng không là xi nhê gì nó đâu. Anh cứ nghĩ tháng 1 nó 4.000, tháng giờ 10.000. Mà em nghĩ thời gian nếu mà hạn hán như này sắp tới là còn tăng nữa. Khủng khiếp luôn. Anh nói là ngày hôm qua anh mới hái trái này sắp chín này nè. Em đâu nghĩ là ở đây có vườn đâu. Đó. Biết lúc mà nếu mà em tới cái thời điểm đặt Tết, chơi luôn đúng không? Tết đó là trái nó bu rồi, bu hết. Cái này mình trồng bao nhiêu lâu có trái anh nhỉ? Cái này không, cây này nó lẻ lắm em. Cây này trồng nếu mà tính thời gian em trồng cỡ chừng 2 năm là nó có bói rồi. 2 năm mà có bói hả? Ừ, nó lẻ lắm. Hàng gì mấy người dân châu Phi bây giờ đang tích cực. Anh biết có nhiều người bán nhà để thuê đất trồng cacao nữa mà. Rồi nghỉ dạy học lấy tiền lương hưu rồi thế này thế kia. Ui trời, bên châu Phi giờ đang loạn giá cacao đó. Thằng này nó là cái dạng cây hoang dã hồi xưa nó đúng rồi, nó đúng rồi, trong rừng bên tụi châu Phi đâu mà. Này đưa bên Nam Mỹ hay châu Phi gì về nè. Đây trái này chín anh nè. Đây trái này chín này các bạn. Xin mình tia trái này về cách dầm nước uống cho các bạn xem. Nó vàng mọi người. Trái này như chín này đúng không anh? Đây nó vàng rồi nè. Bơ năm nay không có trái nha anh nha. Có kìa, có lụng lặng trên nó mấy trái kìa. Năm nay nói chung là giá nông sản trừ thằng chuối ra, thằng nào cũng ngon. Tiêu, điều, rồi cà phê, cacao nào cũng ngon, mà cacao lên quá trời. Trái này là chín rồi đúng không? Nó vàng như này là chín nè. Đó, nó vàng như này chín. Đúng không? Để em nhảy lên em chụp đúng không? Em chụp nhá. Em đưa cái máy sát lên. Nó vàng giờ là chín nè. Ok, để tí nữa mình hái cái này về, mình bỏ ra cho các bạn xem. Đấy các bạn thấy, đây là một trong những cái hình ảnh tiêu biểu các bạn ha, của bà con nông dân. Đấy, bà con nói là bây giờ dù giá nó tăng nhưng mà công ty ký hợp đồng mấy năm rồi nên hầu như là không tăng được bao nhiêu phần trăm cho bà con nông dân cả. Cây này nhiều trái chín ghê nè. Ôi trời nè, vàng. Đó các bạn thấy không, vàng như thế này chín này nè. Đó chính là lý do tại sao thì nền nông nghiệp Việt Nam nó cũng khó chịu đó các bạn. Đấy. Thì mình cũng nhắc lại lần nữa, đa phần những cái hộ trồng cacao ở đây là đều qua một cái công ty gọi là công ty chế biến các bạn ha. Nếu có điều kiện thì mình sẽ lên mình quay cho bạn xem cái quang cảnh ở công ty chế biến như thế nào ha. Nhất thứ hai là giá cả thì công ty thông thường nó ký hợp đồng bà con trong vòng bao nhiêu năm đấy. Đó. Để bình ổn giá cũng như là ổn định giá giúp cho bà con có cái phần thu nhập. Nhưng mà bây giờ thực sự giá cacao bây giờ đang biến động rất là rối loạn trên thị trường luôn. Đấy các bạn, cũng không biết phải nói như thế nào, không biết là phân tích cho mọi người như thế nào. Nhưng thực sự nếu bà con nông dân còn trồng theo cái cách này thì mình cũng chẳng biết khuyên làm sao ha. Nhiều cái phức tạp lắm mọi người ạ. Mình quay lại cho bạn xem cái cận cảnh cái cây cacao. Đó là một trong những cái mặt hàng tăng giá kinh khủng khiếp nhất từ đầu năm 2024 cho tới hiện tại nha mọi người. Nếu mà so với giá vàng tăng, giá Bitcoin tăng và bất cứ cái vật dụng gì tăng thì không bao giờ tăng bằng thằng cacao này. Thị trường đang rất là cần các bạn. Giá từ tháng 1 thì là 4.000, tháng 2 là 4.000 mấy, mà tới thời điểm hiện tại là tháng 4 ha, là 10.000 đô la 1 kg, 1 tấn nha các bạn ha, 10.000 đô la 1 tấn. Kinh khủng khiếp. Nếu mà Bitcoin tăng kiểu đó hoặc vàng tăng kiểu đó thì giờ hai cái anh xấp xỉ là 200 triệu một lượng vàng và khoảng 200.000 đô. 200.000 đô một cái Bitcoin dã man. Nó đó, nó là thằng tăng mạnh nhất từ đầu năm tới giờ ha. Ok, vừa rồi thì kênh Chợ Việt TV vừa gửi tới cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về một loại cây mà cái giá trị của cây này đang sốt sình sịch, sốt cực kỳ sốt ở trên thương trường, trên thị trường. Đó, nó tăng hàng ngày, nó tăng kinh khủng khiếp các bạn. Đó, đây chính là cây cacao nha mọi người nhé. Một trong những cái loại nông sản mà Việt Nam có thế mạnh, có thể xuất khẩu hàng năm vài tỷ đô la được hay mọi người. Năm ngoái hình như mình không nhớ không lầm thì khoảng 3,6 tỷ đô la. Nếu với giá trị hiện tại thì cacao năm nay sẽ cán mốc 5 tới 7 tỷ đô la. Đó, một trong những tín hiệu rất là mừng để cho nông nghiệp Việt Nam phát triển ha mọi người. Ok, thì nếu thấy video hay các bạn nhớ tặng cho kênh Chợ Việt TV xin một nút subscribe, like và chia sẻ video nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo kênh Chợ Việt TV nha. Rồi, đây là sản phẩm sau khi mình bóc cái chìa khóa cacao ra các bạn ha. Thì cái quả mình mang về nó hơi nhỏ, thì nó được như thế này thôi các bạn ha. Đó, rồi một ly. Cái này dầm với đá rồi dầm với đường ăn thì nó cũng hay hay. Mình thấy cái vị nó cũng giống như là cái vị của quả bình bát hay là quả mãng cầu gai các bạn. Nó cứ lai lai như thế đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái này. Đây là mọi người, đây là cái hạt của nó ha. Thông thường thì để làm sô-cô-la thì người ta lấy cái nhân của cái hạt này trong này các bạn. Đấy, cái này là từ cái bóc cái lớp màng nó ra này các bạn này. Bóc cái lớp màng kiểu của cái hột này này. Đó, ngoài nó có cái lớp màng này ha. Nó giống như mình ăn mãng cầu các bạn. Đó, ăn là cái ăn cái lớp trắng trắng ở ngoài ra thì nó còn như thế này. Rồi xét về biên độ tăng giá rồi giá cả thị trường hôm bữa giờ, mình tính từ đầu năm tới giờ ha, khoảng 1-2 tháng nay thôi. Thì so với biên độ tăng giá của vàng, của Bitcoin ha, thậm chí là của bất động sản Việt Nam trong giai đoạn mà sốt nhất nha mọi người, đều gọi thằng này bằng cụ hết nha các bạn ha. Đó, các bạn cứ nghĩ trong vòng 1-2 tháng mà tăng 2 lần, 3 lần, 3 lần giá, chấp tích tần tật tất cả các loại mặt hàng. Đó các bạn, bây giờ thực sự là trên thị trường nó đang rất là hot nha các bạn ha. Đó, từ mấy nghìn mà tới 10.000, nó tăng trong vòng 1-2 tháng mà gấp 3 lần, 2 phẩy mấy, 3 phẩy, kinh khủng khiếp. Đó, các bạn thấy vàng tăng như vậy mọi người thấy sợ đúng không? Bitcoin tăng sợ đúng không? Mà thậm chí cả bất động sản của Việt Nam. Đó, thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn mà sốt nhất nha, không thể nào trong vòng 1-2 tháng mà tăng mấy lần được hết. Riêng thằng này 1-2 tháng trời là tăng mấy lần nha các bạn, sợ chưa?